Xin chào bạn. Và hôm nay thì nhân dịp cuối tuần thì mình sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ thôi, hướng dẫn các bạn cách chăm sóc bộ nhâm sinh dễ của mình, đặc biệt là những bạn đang sử dụng sên có phốt cao su. Và các bạn, trước tiên thì mình sẽ nói đến những cái mà mình cần khi mà mình vệ sinh nhâm sinh dễ. Thì đối với Sewiner thì bạn sẽ cần là một cây T8 như thế này ha. Để mình mở cái mang cá ra nè, đây cái mang cá đây, đó hai ốc mang cá, dùng cây T8 là có thể mở được ha. Và thứ hai nữa là một cái chai rửa sên ha. Mình sử dụng một chai rửa sên của Eni, chai này chuyên dụng để rửa sên luôn, Gen Cleaner. Mình xài cái này nhiều lần rồi và mình rất là vừa ý với nó, bởi vì nó rất là sạch, nó sạch hơn nhiều so với nếu mà bạn chỉ sử dụng dầu hỏa hay là dầu diesel gì không thì nó cũng không sạch bằng sử dụng cái chai này ha. Mà dùng, nhiều bạn thì nói là mình sẽ dùng xăng không, xăng thì mình nghĩ là nó sẽ không có tốt cho cái sợi sên của mình, đặc biệt là sên có phốt cao su, cho nên là mình sẽ hạn chế dùng xăng. Và cái thứ hai nữa là đó chính là xịt sên ha. Và đây là sản phẩm Vultronic EX50. Mình cũng thích sử dụng cái loại này bởi vì nó khô tương đối nhanh, nó không có bắn dưa ra cái mông của mình, và đặc biệt là nó êm cũng rất là lâu. Đây các bạn, cho các bạn xem luôn. Cái này á là mình chạy 1.000 km rồi, mình không châm nhớt, không có xịt sên thêm, đó chỉ có chạy thôi. Thế là lần trước mình vệ sinh sên xong thì mình đi Côn Đảo, mình đi Phú Quốc đó, thì đi và về khoảng hơn 700 cây, nhưng mà mình còn đi làm vòng thành phố nữa cho nên là cũng khoảng gần 1.000 cây, chưa có rửa gì hết đó, cho nên là nó cũng hơi kêu một tí do là nó bị khô nhớt á. Cho nên hôm nay là mình sẽ làm clip vệ sinh cái bộ nhông sinh dĩa của mình luôn ha. Và các bạn nào mà mới lần đầu tiên sử dụng sên phốt á, sên có phốt cao su á, thì bạn xin lưu ý là nó quay bánh nó sẽ nặng hơn sên bình thường nha, bởi vì cơ bản nó là những cái khớp của nó có chèn cái phốt cao su vô để mà nó giữ nhớt tại bên trong á, cho nên là nó sẽ làm cho cái cọng sên nó nặng, nó quay nặng hơn xíu, nhưng mà bù lại thì rất là êm nha. Khi bạn vệ sinh xong rồi bạn sẽ thấy cái điểm khác biệt rất là lớn, chạy rất là êm luôn. Đây nó cũng khá là dơ rồi, sau 1.000 km chưa có vệ sinh, chưa có xịt gì thêm hết. Lấy nét lại coi, ok ha. Rồi mình sẽ bắt đầu vệ sinh cái bộ sơn này. Trước khi mấy bạn bắt đầu vệ sinh á, thì mấy bạn nên xịt nước sơ ướt, sơ cho nó ướt cái mâm xe, để mà khi mà mình vệ sinh sơn á, những cái chất dơ rớt xuống thì nó khó bị bám lên cái mâm mình hơn, vậy thì nó sạch sẽ hơn. Và mình cũng sẽ nổ máy xe, mình vào số để mà mình xịt đều cái dung dịch vệ sinh sơn lên, để mà cho nó có thể đánh tan hết mấy cái vết bẩn. Đó mấy bạn, nổ máy vào số 1 ha. Rồi để cho nó chạy vậy, để mà mình xịt lên á cho nó đều, mình đỡ phải mất công mình quay bánh. Xịt lên thì cũng rất là đơn giản thôi, nhớ lắc đều cái chai trước, nhớ lắc đều cái chai đó, xong rồi xịt lên. Xịt khoảng một vòng thôi là ok rồi nha, và nhớ xịt đều cả cái nhông này nữa. Xịt mặt trong của cọng sên luôn nha, ví dụ như đây nè, mình xịt ở trong luôn.
xịt đủ một vòng là ok nha. Đó, như các bạn thấy ở đây đó, rất là dơ đúng không, nó tự chảy xuống thôi đó. Thế là mình chỉ sử dụng chai này mình xịt qua thôi mà các chất bẩn này nó tự chảy xuống dưới đất nha. Đó, và sau đó thì mình sẽ dùng cái bàn chải trà sên mình chà lên, bàn chải trà sên đây nha, để về chà lên luôn, không cần phải tắt máy đâu. Bạn nào mà chửi mình để máy mà chà sên á là ngu á thì thật sự rồi, bạn nó ngu hơn mình á, tại vì cầm cái này chà sên cực kỳ an toàn luôn. Nếu như bị cuốn vô cái bánh răng á thì nó nhai bứt quá, gãy cái bàn chải thôi, nó không đụng gì đến tay mình á. Ví dụ đây mình làm mẫu luôn đó, như thế này thì làm gì mà bị sao được đúng không, làm gì mà nó nhảy vô trong tay được, làm gì nó ăn vô trong tay được. Đó là do ăn thua mình biết làm hay không thôi, ăn thua mình có thông minh trong cái việc mình làm hay không thôi, chứ còn đừng có mà đổ thừa là tại vì vệ sinh sên mà nổ máy cho nên là bị tay cuốn vào trong cái dĩa đó thì thôi, đơn giản đó. Các bạn để vậy thì làm sao mà nó cuốn vào trong cái tay của bạn được, bạn cầm cái cần rồi nè, đó thì thôi, có gì đâu, cực kỳ đơn giản luôn nha. Đó, mình cứ chà vậy đó. Cái bàn chải này thì mình mua cũng khoảng 55.000 cây thôi, bữa này Red Center bán á đó. Đó rồi đó, để vậy thôi chà, làm gì mà vô tay được. Đó, cứ để nó chạy vậy. Rồi ok, còn cái này thì mình sẽ sử dụng cái đầu này nè, mình chà. Đó thì làm sao mà vô tay được, nếu biết cách làm thì mà làm sao bị vô tay được. Chỉ có bạn nào mà gọi là kém thông minh á, làm không cẩn thận á, không có suy nghĩ á thì nó bị vô tay thôi. Còn mình chà phà luôn. Rồi nhớ chọt cái cây bàn chải vô hôm nay chà cái răng dĩa luôn nha, nó không có sao hết á. Bức quá hư cái bàn chải, mua cái bàn chải khác thôi, chả có gì hết. Đó, bao sạch luôn. Rồi nếu mà chà xong rồi á, chúng ta sẽ lấy cái giò nước á, các bạn xịt cho trôi hết đi mấy cái dơi nè. Đó là xong. À, mấy bạn cũng đừng có quên là mình cũng nên xịt sạch luôn cái mang cá nha. Mình cứ xịt đây xong mình để đó, lát hồi nó sẽ sạch thôi. Đó, cứ để đó, lát hồi mình rửa xong này mình quay lại mình chà cái này thì nó sẽ sạch. Đó mấy bạn thấy á, chỉ cần vậy thôi. Nước đen rất là nhiều quá, rất là dơ. Rồi xịt đi, quá đơn giản. Sau khi xịt xong rồi thì các bạn sử dụng một cái dẻ nè, một cái dẻ dơ bỏ, mình sẽ lau lại cái cọng sơn này cho nó khô.
ha. Và cái công đoạn này á, mấy bạn phải trực tiếp cầm vô cọng sơn, cho nên là đừng có mở máy nha. Mình làm mấy cái chuyện này thì mình phải gọi là mình phải suy nghĩ xíu ha. Khi nào mà mình chà trực tiếp lên cọng sơn thì mình đừng có mở máy xe, còn khi nào mà có dụng cụ rồi á thì mở máy xe làm cho nó lẹ ha. Ok, giờ mình sẽ lau cọng sơn để camera ở đâu cho thích hợp đây. Rồi đi. Nhớ là lâu luôn cái mặt trong này nha. Trong này thì mình quay ngược đánh lại đó. Mình lâu, nắm sạch hay đây là nắm đây lâu đó. Đó, đây là sạch sẽ nha. Rồi qua tới cái nhông, cái nhông cũng vậy nha, mình sẽ qua một cái lâu bên trên cái nhông luôn, mình thay bánh. Rồi giờ sẽ cho các bạn coi sơ cái thành quả sau vài phút để rửa, không cần tốn thời gian lâu đâu. Đó, sạch chưa, hơi bị sạch luôn. Đây đó, hơi bị sạch luôn, mình nhìn cũng ghiền nữa nè. Và xà rồi ok, rất là sạch. Nhớ nha, con chai này nè hình như là 295.000 sao ấy, vẫn còn nhớ bạn, rất là xịt, chỉ cần xịt một vòng thôi xong rồi mình chà đi là sạch rồi, không cần phải xịt nhiều chứ cho nó hao nha. Chai này chắc bạn các bạn xài chắc cũng được 4-5 lần ấy. Đó, vậy thôi. Một cái bộ sơn sạch sẽ. Và bây giờ thì mình sẽ nổ máy, mình rồ ga lên để cho nó bắn hết mấy nước đi. Thì sau đó mình mới bắt đầu mình xịt sơn. Thì cái cách này á, nó sẽ bắn nốt
những cái chất dơ mà mình lau chưa có sạch đó, thì nó sọn sơn nó sẽ gọi là sạch nhất có thể, và mình cũng nên lau lại một cái lần nữa, một lần nữa để cho nó sạch hơn thôi chứ gì đó. Nhưng mà làm ở tiệm á thì người ta sẽ có một cái máy khí nén, người ta sẽ thổi khí vô thì nó sẽ nhanh hơn. Còn mình ở nhà mình tự làm thì nó sẽ tốn thêm vài bước nữa, nhưng mà theo mình thấy thì cũng đáng thôi. Rồi bây giờ ok rồi thì mình sẽ chuyển qua là mình xịt cái chai sạch sơn này vô ha. Voltronic EX50. Cái này bạn nào dùng qua thì chắc cũng biết cái độ bá đạo của sản phẩm này, xài rất là tốt. Rất là êm sơn, cũng như là ngoài ra nó còn có hơi mùi thơm nữa, mùi dâu, mùi vani gì đó mình cũng không rõ nữa, nói chung là thơm lắm. Giờ mình cũng sẽ nổ máy vô số 1. Cho bánh nó tự quay rồi mình xịt vô ha. Mà bạn lưu ý là mình xịt ở đây nha. Mình xịt ở đây nè. Đó, để nó vô mặt trong luôn ha. Và nó sẽ không bị bắn vô cái mâm của mình. Ví dụ như mình xịt đây đi là bắn đầy vô mâm. Mình xịt đây thì nó sẽ bắn qua xuống sàn bên kia. Đó. Và các bạn nhớ là mình xịt đủ 3 mặt nha. Thì đủ 4 mặt chứ. Đúng rồi, 4 mặt. Mình xịt trong đây trước. Xong rồi mình xịt ở ngoài đây. Ở ngoài đây là để nó thấm vô trong cái dĩa trong này. Đó. Rồi mình xịt một xíu ở bên đây, cái mép này nè. Để cho nó đừng có bị gọi là rỉ sét khi bạn đi mưa, nó sẽ tạo một cái lớp bảo vệ ở trên cái cọc cái sợi sơn á. Rồi, mấy bạn xong mấy bạn xịt ở mặt bên đây nữa. Mặt bên đây là cái mặt mà người ta hay quên nè. Người ta hay quên xịt cho nên là nó sẽ bị rỉ cái mặt bên đây rất là nhiều. Như vậy thì cái tuổi thọ của sơn cũng sẽ từ đó nó giảm xuống ha. Thì mình cũng nên xịt kỹ luôn. Và cái mấy bạn sẽ sợ là xịt ba mặt, xịt nhiều vậy nó sẽ bắn như mâm. Không đâu, bởi vì khi bạn xịt xong á, mấy bạn lấy cái dẻ nè, mấy bạn lau sơ lại. Ví dụ như bạn thấy nhiều quá thì bạn lau, mình lau sơ sơ lại thôi ha, chứ không phải là mình lau cho sạch cái mỡ đó trên cái sơn này. Mình chỉ lau cái phần nào mình thấy nó dư xíu, mình chậm vô mình lau thôi, thì nó sẽ không có bị bắn lên mông này ha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xịt. Đây, đầu tiên là sẽ xịt cái mặt trong trước nha. Mình xịt mình thấy đủ một vòng thì thôi nha, cũng xịt nhiều quá chứ cứ không cần thiết đâu. Đó. Rồi xong. Rồi mình sẽ xịt cái mặt ngoài này để cho nó bảo vệ không bị rỉ sét khi mà đi mưa. Ok ha. Và tiếp theo nữa là cái mặt ngoài này thì mình chỉ cần mình xịt một cái đủ một cái vòng dĩa thôi rồi để cho thấm vô trong cái dĩa là ok ha. Ok. Rồi. Và xịt cái mặt bên trong nữa. Cái này nó hơi khó tí.
rồi, ok. Và bước cuối cùng là mình xịt vô cái vị trí cái nhông để cột kết vô, xịt vô cái nhông, xịt cái nhông thì mình chỉ cần xịt xíu thôi được rồi đó. Rồi vậy là các bạn đã xong cái quá trình vệ sinh bộ nhông sơn dĩa của mình đó. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục vệ sinh tới cái mang cá này, thì nó cũng các bước cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà nó sẽ không có cái bước là xịt mỡ sơn vô ha, mà chỉ cần rửa sạch lại rồi gắn vô là xong nha. Thì clip của mình đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. À, và một cái chia sẻ nữa là cái bộ nhông sơn dĩa của mình á, thì mình đang xài cái sợi sơn DD428V y ngắn X, tức là sợi sơn zin của xe Yamaha TFX. Và cái sợi sơn này hồi xưa mình mua là 99.000, cái 99 hay 95 gì á không nhớ nữa, nhưng mà bây giờ thì nó đã lên giá rồi ha, cho nên là mấy bạn giờ ra mua thì nó sẽ có cái giá là khoảng 200 mấy á, 200 mấy, mình nhớ 200 mấy hay 300 mấy gì đó, thì giá nó cũng cao hơn hồi xưa rất nhiều. Nhưng mà nếu mà xét ra thì nó vẫn là thấp, bởi vì đó là một cọng sơn có phốt cao su luôn và sử dụng rất là tốt nha. Mình chạy mấy ngàn km mà mình cũng chưa phải tăng đâu. Đó là mình chạy kết hợp và đi tour nè, rồi mình chạy trong sân đua nữa mà nó vẫn không có bị giãn, là mình thấy cái độ bền của nó là rất là ok. Và cái nhông dĩa mình dùng á, thì mình ra ngoài mình mua cái nhông mặt trời, và cái dĩa sau thì mình có thể sử dụng lại cái dĩa zin theo xe, hoặc là mua cái dĩa sultan gì đó, cũng là size 44 răng cho dĩa sau. Còn cái nhông thì là 15, cái dĩa thì là dĩa 44 ha. Đó rồi, tháo cho các bạn những cái trang bị của mình. Và đây là cái mang cá của mình sau khi mà mình rửa sạch. Các bạn nhớ một điều nữa nha, đó là mình xịt sơn xong mình đừng có chạy xe liền nha. Mình hãy để cho cái dung dịch bảo dưỡng sơn đó, nó có thấm đều và nó có tác dụng bảo vệ sơn tốt nhất sau khi xịt là khoảng 30 phút. Tức là xịt xong thì bạn để tối thiểu là 30 phút, rồi bạn hãy bắt đầu chạy để cho nó khô và nó bám đều hết lên những cái mắt sơn, cũng như là nó sẽ thấm đều vào những cái khe hở trên cái sợi sơn của mình ha, thì để nó có tác dụng tốt nhất. Và những cái sản phẩm này thì mình hay mua ở bên Express Center á. Express Center thì bạn có thể lên Google để bạn tìm địa chỉ mua đó. Và mình đặc biệt rất là thích cái chai này, rửa rất là đã luôn, rửa là số 1 luôn, không chưa thấy cái gì mà rửa ngon hơn này. Mà đặc biệt là nó rất là tốt cho những cái sơn có phốt nha. Nghĩa là chai này là sử dụng là đặc biệt là dành cho sơn có phốt, xài rất là ok, không có sợ bị hư mấy cái phốt cao su. Và cái chai Voltronic EX50 này cũng vậy, sử dụng được cho sơn có phốt luôn. Đó, mình kết vô coi. Rồi, đó. Rồi, thôi, kết thúc clip ở đây. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip chia sẻ kinh nghiệm lần sau. Bye bye.